Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Hello công chúa. Cái này gọi là Winsted Market nè. Hello chị Chi. Con đi đâu đây? Đi học. Con đi học. Con đi học. Rồi, ok, let's go con. Đi nhanh đi. Hai mẹ con em mỗi một đứa một cây dù hả cô chú anh chị? Đâu chị đâu rồi? Let's go. Kim đã đưa em Chi vào trường này cô chú anh chị. Kim ghé cái shop này là cửa hàng bán đồ cũ ha mọi người. Ở bên Anh thì có rất là nhiều những cái cửa hàng bán đồ cũ của chú anh chị. Những cái đồ nào mà người ta không có xài hoặc là người ta không có sử dụng đến nữa đó cô chú anh chị, thì người ta sẽ đem đến những cái cửa hàng đó đó để tặng ha mọi người. Xong rồi những cái chỗ đó bán sẽ lấy cái tiền đi làm từ thiện của chú anh chị. Thì những cái cửa hàng đó còn gọi là charity shop, là những cái cửa hàng từ thiện ha mọi người. Hôm nay Kim mua được hai cái cuốn sách dạy nấu ăn nè cô chú anh chị. Ở Việt Nam thì ngày xưa tới giờ đó mình không có nấu món Tây hả mọi người. Qua bên đây thì mấy năm đầu Kim cũng chưa có quen món Tây đó cô chú anh chị. Cũng ăn đồ Việt Nam. Nhưng mà đồ ăn Việt Nam thì ở bên đây khó tìm mọi người, và cũng đắt đỏ hơn là những cái đồ ăn Tây nữa. Kim cũng quan niệm là sống ở đâu thì phải thích nghi được chỗ đó hả cô chú anh chị. Cho nên là cũng tập ăn món Tây. Rồi lên mạng tìm tòi học nấu món Tây nữa mọi người. Ở trong nhà của Kim bây giờ có rất là nhiều những cái món đồ mua từ cái cửa hàng từ thiện đó cô chú anh chị. Những cái món đồ này nè rất là rẻ mọi người, mà cũng chất lượng rất là tốt ha. Có nhiều cái đồ á là cũ kỹ giống như là đồ cổ của chú anh chị, kiểu dáng rất là đẹp luôn. Nhưng mà người ta bán chỉ có 1 đồng, 2 đồng thôi. Và mình mua như vậy thì mình cũng một phần mình góp sức vào trong cái việc làm từ thiện ha mọi người. Thank you.
con bạn ở đâu? Ý là chị muốn uống nước mưa hả? Chi chi chằn chằn cái đanh thổi lửa, nam ngựa đức cương nam vương ngủ đức. Lo chơi. Xin chào con bạch sư chú. Con đi gymnastics. Con đi gymnastics là đi đâu? Là đi tập thể dục. Đi học thể dục. Gymnastics không biết là cái môn thể dục này tiếng Anh gọi là gì không? Chú anh chị giống như môn điền kinh hay môn gì đó mà nhảy múa uốn dẻo gì tùm lum hết trơn á, lộn mèo nhào lộn gì đó. Là Chi Chi sẽ học từ 6:30 đến 7:30 ha cô chú anh chị. Bây giờ 6:05 rồi. 6:00 là taxi sẽ đến đón hai mẹ con đi. Xong rồi 6:00 đi là tới 8:00 mới về tới nhà đó cô chú anh chị. Rồi một chút nữa taxi sẽ tới đón đi cái chú taxi quen á cô chú anh chị. Xa đi cũng xa đó mọi người, tại vì không có học ở chỗ cái khu của mình mà ở chỗ khu khác đó cô chú anh chị. Hello chị Chi. Xin chào con bạn của chú. Chị đi đâu đây? Con đi học ballet. Đúng rồi. Chị đi học ballet nè cô chú anh chị. Xin chào con bạn của chú, con đi học ballet. Đây. Mặc cái bộ đồ ba lê nè, giống như cái con ếch. Kéo. Chi nó đã vô trong học nhảy rồi của chú anh chị. Kim đi bộ qua phía bên đây nè, gần đây có cái chợ hả mọi người. Cái chợ này lúc trước Kim có đi rồi đó. Cái chợ này giống như là chợ họp phiên á cô chú anh chị, một tuần có 2 lần. Hôm bữa cũng có cô chú anh chị hỏi Kim là cái chợ này nó ở đâu ha. Thì đây nè, là cái chợ này đó cô chú anh chị. Cũng có một cái chị hỏi Kim là cái địa chỉ ở đâu á, là chỗ này đây nè mọi người. Mà hôm nay Kim không có ý định mua cái gì hết trơn, không biết có nên vô chợ không nữa, tại vì Kim muốn đi tìm một cái quán cà phê á cô chú anh chị để ngồi edit video, chỉnh sửa video đó cô chú anh chị. Tối qua Kim làm tới khuya 1:00 mấy, gần 2:00 luôn mà vẫn chưa có xong. Sắp xong rồi mà còn cái đoạn mà lồng tiếng với lại chèn chữ vô đó Kim chưa có làm cô chú anh chị. Bây giờ Kim phải kiếm chỗ Kim ngồi Kim làm cho nó xong được, Kim đăng lên liền luôn nè. Để thôi hôm nay không có video cô chú anh chị. Ở trong siêu thị, thường trong siêu thị là sẽ có cà phê, Kim sẽ vô trong siêu thị đây nè, Kim kiếm quán cà phê Kim ngồi Kim làm. Nguyên cái khu ở này từ ở ngoài kia ha cô chú anh chị, từ phía nãy mà Kim đứng đó, khu ngoài dòng qua tới trong đây nè mọi người, vô trong kia luôn. Là nguyên cái khu này rất là lớn cô chú anh chị. Bữa có cái chị hỏi Kim đó chỗ nào thì hồi nãy Kim đã quay rồi đó, chị có muốn đi đến đây thì đến ha. Cái này gọi là Wisnet Market nè cô chú anh chị. Kim có một cái bánh nè mọi người, với lại một ly trà sữa, cái này là sữa tươi trong đây hả cô chú anh chị. Đường trong đây là cái siêu thị nè mọi người, phía bên kia là cái chợ ngoài đó hả cô chú anh chị.
Ôi trời, hello công chúa. Rồi đợi quân miệng. Mang giỏ sách nữa, mang giày đẹp chuẩn bị đi đâu á? Ừ? Đây mẹ có bắp cho con này, mới luộc bắp xong nè. Nóng nha, mày lấy cái đũa này ghim vô. Để mày ghim cho. Ăn cái nào này ha, cái nhỏ này ha. Hai cái này. Này. Cái đó đúng không? Rồi con làm mạnh lên. Chỉa vô. Để ngay chính giữa, làm mạnh nữa. Mạnh nữa. Rồi, xong rồi đó. I don't want to eat it yet. Nóng không? I want to cook it. My first, we have to cook it, okay? Vô. Hơi nóng mà ngọt quá. Ngon không? Chị. Hello chị. Lá đẹp không chị nè? Đẹp không? Draw the glass on the thingy. Now, because this Halloween, isn't it? Nah. Mm. I guess what this is a headband. Nah, look. Mm. Là mày vẽ xong rồi đó, con tô màu hình này đi. I'm gonna draw my name on it. That. Rồi con để cái tô lên đây. Okay. Do I need all of it in? Con đổ vô nhẹ nhẹ thôi. All of it in. Nhẹ để thấp xuống. Thấp xuống, thấp xuống. Why does it look like I'm scoop? Stop putting it all out because I
Ngon, mẹ làm cá hồi nè. Cá hồi với nuôi chị thích nè. Cái nuôi này giống như cái nơi cột tóc ha, đẹp ha. Ê, nó đừng bóc, nó nỉa lên nỉa. Bưng lên chảnh nè, bên ghế ngồi. Mình phải để đây nè. Ôi, nó nở lên nè, dây nó bự lên nè, chị nào lại đây coi. Can I try? Can I put it one more way I want? Yeah. Yeah, hi. But why is it so soft? But it feels so good. Làm gì nè, con lấy cái tay này con bóc gì nè. Gãi gãi ra. Để một chỗ rồi gãi gãi vậy nè, những ngón tay mày nè. Rồi đi vô. Chị nó bự lên, nó nổi lên nữa kìa, chị thấy không chị? Dâu tay. Dâu tay với kẹo. Chị tối rồi chị dẫn cho muốn ăn dâu tây nè cô chú anh chị. Con lại đó con ngồi ăn đi. Đợi mẹ chút xíu bánh xong rồi ăn bánh. Xong rồi nè cô chú anh chị ơi. Chị xong bánh mì kìa chị kìa. Yeah. Con biết rồi. Con biết rồi hả? Mới giờ ăn tối xong mà đâu có đói bụng nữa đâu. Này chắc để sáng mai ăn luôn quá. Ngồi nó xé cho chị ăn thử miếng nha. Why? Nó thơm cái mùi. Mẹ có phải cho thịt hay cái chai á? Nó có cái mùi hương thảo cho nên chị không thích nè. Cái bánh này nè cô chú anh chị, mình sẽ cho cái này mình ăn kiểu không? Now we can even give this to Evan. Cái này ăn chay được hả mọi người? Là ăn cho một cái chén xong rồi cho cái muối hồng hồng á với tiêu với dầu ô liu vô xong rồi chấm ăn. Ăn theo cái kiểu mấy người Tây người ta ăn đó cô chú anh chị. Hả? We can give this to Evan
Lucky. Or Lila. Because she maybe like this small. Là bánh mì mềm. Ăn được không? Chị không thích đúng không? Cái này nó có cái mùi của hương thảo của chú anh chị nên chị nó không thích. À. À. What's that? Stop. Huh? Stop saying, I don't know, you know what it is. I don't know. That's why I need to go to school, you see? You don't even have this at school.